tỏa sáng sau đôi. Tiếp tục là cuộc tranh tài của các giọng hát đơn ca để thể hiện những phong cách mới lạ, khác biệt của mình trong chủ đề tình khúc cho nhau. Những bản tình ca từ kinh điển đến những ca khúc thời thượng với những màu sắc âm nhạc khác nhau, từ cao trào dữ dội đến im dịu nhẹ nhàng, sẽ mang lại những cảm xúc dạt dào cho quý vị khán giả. Vì anh thương em như thương cây bàng non, khi nhớ ai làm sao nói được. Khi con tim ai chỗ trao ai tiếng yêu đầu, xin đừng đem nỗi xót xa gieo sâu trên yêu thương. Đón xem Tỏa sáng sau đôi vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.